Không biết là bà chủ Hưng Lên này con liệu có đổi tên quán thành cái quán bún chảo Burma không ạ? Cái đấy thì cô chưa nghĩ tới. Vừa mới xong cô chưa nghĩ tới. Cô rất chi là vui và tự hào về quán đã được Tổng thống Mỹ ghé thăm, cô rất vui. Thực ra thì cô không biết trước. Chỉ trước đấy khoảng độ một thời gian rất ngắn thì có khi có y tế đến xét nghiệm đồ ăn của cô để xem Tổng thống có ăn có đảm bảo không. Thì lúc đấy người ta mới nói là Tổng thống ăn, để đến xét nghiệm đồ ăn thì nhà cô mới biết. Thế là Tổng thống ăn là tầng 1 hay tầng 2? Tầng 2 ạ. Vâng, ông gọi mấy suất ạ? Ông gọi 2 suất và mua về thêm 4 suất. Ăn xong gói về 4 suất. Thế cô tính tiền như thế nào? Thì cô vẫn tính tiền bình thường. Như bình thường ạ? À? Không khuyến mại gì không ạ? Không có khuyến mại gì hết. Lần đầu nhìn thấy Tổng thống Mỹ thì cô thấy ông ta thế nào? Ôi dồi, cô rất thân thiện mà ấy. Cô được bắt tay ông rồi. À thế ạ? Trực tiếp bắt tay Tổng thống rồi. Vâng, à. Khi mà bắt tay Tổng thống thì cô cảm thấy bàn tay của ông thế nào? Rồi, bàn tay của ông rất ấm và mềm. Rất chi là sướng, bây giờ vẫn còn sướng, tay phải tôi vẫn còn ấm nữa. Cô thấy là ông ấy có cao không ạ? Cao. Gầy không? Người cũng manh mảnh thôi, không ấy mà. Vâng. Ông đi, đẹp lắm, ông rất đẹp. Với cô thì đây sẽ là một cái kỷ niệm như thế nào? Kỷ niệm đấy, đây sẽ là kỷ niệm cô không bao giờ có quên. Hello, how are you? I'm okay. See you. How are you?